Chào mừng các bạn đã đến với bài học số 10 trong khóa lập trình Java Swing. Trong bài hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về thiết kế database. Thì buổi hôm trước mình đã giới thiệu cho các bạn về phân tích nghiệp vụ rồi. Thì bài hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về thiết kế database. Thì mình sẽ nhắc lại một chút về bài hôm trước. Bài hôm trước thì chúng ta đã thiết kế ra hệ thống bao gồm admin và employee. Đây là hai phần hai quyền mà mình định nghĩa ra. Ngoài ra các bạn có thể định nghĩa thêm các quyền tùy vào chức năng của hệ thống đấy. Và đây là các chức năng chính của chúng ta, bao gồm chức năng quản lý chung, quản lý sản phẩm và quản lý kho chưa. Trong quản lý chung thì chúng ta có quản lý user, quản lý quyền, quản lý sản phẩm thì có quản lý category, quản lý thông tin sản phẩm, và quản lý kho thì có quản lý nhập xuất hàng hóa, quản lý hàng trong kho và xuất báo cáo. Thì đấy là các chức năng chính của hệ thống của chúng ta. Thì dựa vào các chức năng chính này, mình đã define ra một loạt các bảng. Các bảng này thì mình ở đây mình đã định nghĩa gồm hai phần chính. Một phần là phân quyền. Phân quyền là một chức năng rất là quan trọng trong mọi hệ thống lớn. Và đây mình đã xây dựng chức năng phân quyền như là một hệ thống lớn thực sự. Và hệ thống lớn này các bạn có thể dựa vào đây các bạn để mở rộng ra rất là dễ dàng. Thì mình ở đây mình đã xây dựng theo một hệ thống, theo một tương tự như một hệ thống lớn. Còn lại các chức năng khác thì gồm có các bảng như sau: category, product info, invoice, history và product in stock. Thì các bảng này như thế nào thì mình sẽ giải thích theo sơ đồ quan hệ dưới đây. Đầu tiên là về chức năng phân quyền, là gồm 5 bảng ở trên đây. Các bạn thấy mình sẽ nói về chức năng phân quyền trước. Thì đầu tiên là bảng user của chúng ta. Bảng user sẽ chứa thông tin username, password, email, name. Và các bạn để ý, trong mỗi bảng mình đều có thêm 3 trường là active flag, create date và update date. Thì active flag ở đây là để làm gì? Thì thông thường các hệ thống lớn, người ta khi mà chúng ta xóa bản ghi thì sẽ không xóa trực tiếp và sẽ update trạng thái của nó. Ví dụ khi mà bản ghi của chúng ta đang ở trạng thái là active thì chúng ta sẽ gán cho nó ở đây giá trị là bằng 1. Còn nếu mà khi chúng ta xóa đi, chúng ta update cho nó về trạng thái bằng 0. Hệ thống lớn sẽ không bao giờ xóa vật lý để tránh trường hợp là mất mát dữ liệu. Và khi mà cần mà truy cứu rồi là tìm dữ liệu thì sẽ vẫn còn toàn vẹn, dữ liệu vẫn còn toàn vẹn. Đấy. Tiếp theo là trường create date. Ở đây sẽ là khi mà chúng ta tạo ra bản ghi thì create date sẽ cập nhật thời gian hiện tại mà chúng ta tạo ra bản ghi. Còn update date sẽ là cập nhật thời gian mà chúng ta update bản ghi. Đấy. Tiếp theo là bảng rule. Rule ở đây thì gồm có ID, rule name. Rule name ở đây chẳng hạn như là admin, rồi là employee. Description ở đây chúng ta sẽ giải thích admin thì chức năng là gì, employee chức năng là gì. Đấy, và cũng có 3 trường tương tự là active flag, create date và update date. Chưa? Bảng user rule này của chúng ta sẽ là cầu nối giữa bảng user và bảng rule. Vì ở đây, user, một user có thể có nhiều quyền, nên giữa user và rule là quan hệ nhiều, hoặc có thể là một rule có thể có nhiều user. Đấy, chính vì vậy mà chúng ta sẽ phải cần thêm một bảng user rule ở đây để định nghĩa thêm. Ví dụ, một user ID là 1 và rule ID cũng là 1. Tiếp đấy là user ID bằng 1 và rule ID là bằng 2. Đấy, còn một user có thể là có nhiều quyền. Chúng ta sẽ phải cần có bảng user rule ở đây. Rồi, tiếp đến là bảng menu. Tại sao lại có bảng menu? Bởi vì ở đây chúng ta có chức năng phân quyền, và mỗi một quyền thì có khả năng nhìn menu ở các cấp độ khác nhau. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ phải xây dựng một menu động. Và menu động tốt nhất là chúng ta sẽ sử dụng ở trong database, và khi mà người dùng đăng nhập vào thì chúng ta sẽ dựa vào thông tin của quyền người dùng và sẽ sinh ra menu dựa theo cái quyền của người dùng đấy. Ví dụ như là employee ở đây thì nó sẽ sinh ra menu là quản lý sản phẩm và quản lý kho này. Rồi là khi mà admin đăng nhập vào thì chúng ta sẽ sinh ra menu là quản lý chung, quản lý sản phẩm và quản lý kho. Đấy, thì đấy là tại sao lại có bảng menu. Và menu ở đây thì bao gồm các trường, đầu tiên là ID, bao giờ cũng có rồi. Tiếp theo là parent ID. Parent ID ở đây là định nghĩa thằng cha của nó. Chẳng hạn như ở bảng ở đây chúng ta có thể thấy là quản lý ở đây nó chỉ có một mình nó là cha, nó không có thằng cha của nó, đúng không?
nên parent ID của nó ở đây chúng ta sẽ gắn là bằng 0, hiểu chưa? Tiếp theo là quản lý user. Quản lý user ở đây, ví dụ thằng quản lý này nó có ID là 1 thì quản lý user nó là con của thằng quản lý, nên parent ID của nó ở đây sẽ gắn là bằng 1, hiểu chưa? Và ID ở đây đều là tự tăng theo thứ tự 1, 2, 3, 4 hết. Tiếp theo là URL. URL ở đây chúng ta sẽ, vì là menu động nên các URL chúng ta sẽ cùng gắn vào trong đây, để khi mà chúng ta click vào đấy thì nó sẽ sinh ra đúng URL, chúng ta không phải điền vào nữa. URL ở đây là URL định nghĩa, ví dụ là chúng ta định nghĩa là quản lý user, đúng không? Ví dụ chúng ta định nghĩa URL là management, rồi là thuộc user, thì nó sẽ vào trang quản lý user thì nó sẽ gắn ở đây đấy. Rồi là name ở đây là, ví dụ là chúng ta gắn là name là quản lý user và quản lý category, đấy là tên của menu, chưa? Order index ở đây là thứ tự mà chúng ta sẽ sắp xếp menu. Ví dụ như ở trong cùng một thằng cha chung là quản lý, thằng quản lý user đứng trước thằng quản lý quyền. Ví dụ menu chúng ta theo thư mục là thư mục cây nhá, thì thằng quản lý user đứng trước quản lý quyền như thế này, thì order index của quản lý user là 1, quản lý quyền bằng 2. Tương tự ví dụ như quản lý kho ở đây, quản lý sắp nhập đây là 1 này, 2 này, 3 này. Đấy, đấy là order index, là thứ tự của nó. Rồi, và để làm sao mà chúng ta có thể quản lý được giữa quyền nào đi với menu nào, thì chúng ta sẽ thêm một bảng là authorize, thay mình viết tắt là AUTH. Thì đây sẽ bao gồm, bảng này sẽ chứa thông tin của rule ID và menu ID. Tiếp theo là permission. Rule ID là admin. Ví dụ admin là bằng 1. Thế là menu ID, đây là menu ID là bằng 1. Permission là có quyền vào không chúng ta để là bằng 1. Nếu mà không có quyền vào chúng ta để là bằng 0, hoặc là không để gì cả, có nghĩa là không có bản ghi này. Đấy. Thì đấy là bảng authorize. Authorize đấy sẽ là cái cầu nối giữa rule và menu. Bởi vì giữa rule và menu sẽ là quan hệ nhiều. Một rule có thể có nhiều menu, có thể đi kèm nhiều menu ID. Và một menu ID có thể có nhiều rule trỏ tới, thấy chưa? Đấy là về chức năng phân quyền. Ở đây các bạn mới đầu nhìn các bạn sẽ cảm thấy là hơi rườm rà và phức tạp, nhưng mà chúng ta sẽ đi theo hướng xây dựng là một hệ thống lớn, nên chính vì vậy mà chúng ta sẽ phải cần đầy đủ những bảng này, để sau này khi mà chúng ta có thể mở rộng ra, có thể còn khoảng tầm 5-6 quyền nữa, lúc đấy chúng ta sẽ thấy cái bảng này thực sự rất là hữu ích. Rồi, tiếp theo là về để chứa dữ liệu. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng có bảng category. Category ở đây thì bao gồm các trường là ID, name là tên của category, chẳng như là Apple, Samsung. Code ở đây chúng ta phải định nghĩa code. Ví dụ Apple nó định nghĩa là app chẳng hạn thế, rồi Samsung nó định nghĩa là chữ Sam. Đấy là code rồi chúng ta sẽ tự định nghĩa ra. Và code này sẽ không được trùng nhau, để đảm bảo ví dụ có thể tên chúng ta sẽ viết linh tinh nọ kia, có thể nó sẽ vẫn bị trùng. Tên đây mình viết nhầm, nên đấy là kiểu va cha và kiểu in là t đấy. Code ở đây đấy là sẽ là gần như là định nghĩa riêng biệt để cho các category phân biệt với nhau. Và description ở đây sẽ là chúng ta sẽ mô tả xem category này là thương hiệu Apple là gì, ví dụ là xuất phát từ Mỹ, rồi là ai làm CEO hiện tại đấy. Tiếp theo là bảng chúng ta có category rồi, chúng ta sẽ có là bảng product info. Thì bảng product info đây sẽ là chứa thông tin của sản phẩm. Mỗi một sản phẩm chúng ta định nghĩa ra sẽ đi kèm category, đúng không? Đấy, chúng ta sẽ có trường là category ID, thấy chưa? Tiếp theo là tên sản phẩm và mã sản phẩm đấy, để tránh các sản phẩm trùng nhau. Ví dụ chúng ta nhập một sản phẩm ở trong cơ sở dữ liệu, ví dụ là iPhone XS Max, rồi để code ví dụ là XS Max chẳng hạn như thế. Ví dụ một người khác mà nhập vào là cũng là iPhone XS Max, nhưng mà chữ của người ta ví dụ toàn chữ thường thôi. Rồi khi mà người ta lại nhập code trùng với chúng ta thì hệ thống sẽ thông báo là code này là sản phẩm này đã tồn tại trong hệ thống, đúng không? Đấy, thì là cái code là để phân biệt giữa các sản phẩm với nhau. Tiếp theo là description, để thông tin về sản phẩm, mô tả ví dụ là cấu hình của chiếc máy này thế nào, rồi là RAM bao nhiêu, bộ nhớ bao nhiêu rồi đấy.
Và cuối cùng là image URL. Ở đây ví dụ khi mà chúng ta cập nhật một sản phẩm vào database thì đồng thời chúng ta sẽ upload cái file hình ảnh của sản phẩm đấy lên. Đúng chưa? Và image URL này sẽ là nơi mà chứa cái đường dẫn của ảnh của chúng ta trong hệ thống. Đấy. Thì image URL. Vậy chúng ta đã có hai bảng là category và product info tương ứng với hai menu này, là quản lý category và quản lý thông tin sản phẩm, được chưa? Và mỗi menu này chúng ta đều có chức năng là insert, update, xóa. Đấy. Rồi. Giờ chúng ta có sản phẩm, chúng ta có chức năng là quản lý nhập xuất hàng hóa. Thì đây chúng ta có bảng invoice. Invoice đây là hóa đơn. Được chưa? Code ở đây là phân biệt giữa các hóa đơn với nhau này, cũng tương tự như là product info và category. Đấy. Tiếp theo là trường type. Type ở đây sẽ có hai kiểu. Ví dụ khi mà ta nhập hàng hóa vào, chúng ta định nghĩa là type là một, là xuất hàng hóa là chúng ta định nghĩa là type bằng hai. Đấy là giả sử nó định nghĩa như thế, hoặc là không, một cũng được. Rồi. Và mỗi một hóa đơn này sẽ là chúng ta sẽ là bao gồm là sản phẩm, đúng không? Ở đây chúng ta sẽ gọi là product ID và sẽ trỏ tới cái product info này. Đấy. Thì khi mà chúng ta nhập hóa đơn, khi mà chúng ta nhập hàng vào hoặc là xuất hàng đi, thì trong hóa đơn chúng ta sẽ ghi là ví dụ, nhập mặt hàng này, đấy mặt hàng này bao nhiêu, thì ở đây chúng ta phải ghi là product ID. Ví dụ nhập Samsung S9 về, ví dụ product ID của Samsung ở trong bảng product info là 10 chẳng hạn, chúng ta ghi là 10. Rồi là quantity hay là số lượng, ví dụ nhập vào 100 điện thoại ghi là 100. Rồi là price, price ở đây là giá nhập, giá nhập vào, ví dụ ở đây nếu mà chúng ta ghi là tao hai là xuất hàng hóa ra, như thế là giá xuất khác giá nhập. Rồi tương tự là ba trường kia thì cũng tương tự đấy. Thì đây là bảng về nhập xuất hàng hóa này, tương cái này. Thế là quản lý hàng trong kho, đúng không? Thế có một bảng là product in stock. Đấy. Thì product in stock ở đây sẽ là product ID, đúng không? Ví dụ là mặt hàng này, ví dụ mặt hàng iPhone 7 thì sẽ còn bao nhiêu sản phẩm. Ví dụ đấy thì iPhone 7 trong database ví dụ sẽ là số 7 chẳng hạn, thế thì product ID sẽ là bằng 7. Là số lượng, ví dụ là trong đây là còn khoảng tầm 20 máy nữa. Rồi. Và price, price đây sẽ là giá nhập, giá mà chúng ta nhập hàng vào. Đấy. Rồi. Thì đấy là quản lý hàng trong kho. Và tiếp theo là xuất báo cáo. Xuất báo cáo ở đây chúng ta còn bảng là bảng history, bảng lịch sử. Lịch sử này sẽ lưu thông tin mỗi lần khi mà chúng ta nhập hàng hóa vào. Thì bảng lịch sử này nó sẽ lưu thông tin mà chúng ta nhập hàng hóa. Tài đây là tương ứng với tài ở trong đây rồi. Tức tài một thì là nhập hàng, tài hai là xuất hàng. Đấy. Thì mỗi một lần chúng ta nhập hàng vào thì đồng thời chúng ta sẽ lưu luôn cả history này để kiểm tra được là trong tháng đấy chúng ta sẽ nhập bao nhiêu hàng hóa và xuất bao nhiêu hàng hóa. Được chưa? Và giá ở đây sẽ là đi theo tài, ví dụ giá nhập sẽ là bao nhiêu, giá xuất là bao nhiêu. Đấy, số lượng nhập bao nhiêu. Đấy. Thì đấy là về các bảng mà mình đã định nghĩa ra dựa theo sơ đồ use case mà buổi trước chúng ta đã thiết kế. Đấy thì đây là chức năng phân quyền và tiếp theo là các bảng trong hệ thống để dùng để lưu trữ thông tin sản phẩm và quản lý sản phẩm. Đấy thì đây là các bảng mình đã định nghĩa ra. Rồi. Mình đã giới thiệu xong về chức năng của từng trường ở trong các bảng như thế nào và mối quan hệ giữa các bảng ra làm sao. Thì buổi sau chúng ta sẽ đi vào tạo bảng. Đã hôm nay kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi.